Vâng, xin chào cả nhà. Mình sẽ chờ một phút nữa, mình sẽ ok bắt đầu nhé. Mọi người có nghe Vân rõ không? Có ai nghe Vân rõ không? Bấm giùm Vân chữ rõ giùm nha. Hello, hello. Hello. Rồi. Chờ một phút nữa cho mọi người vô đông đủ nhé. OK, mình chào cả nhà. Hôm nay trở lại với cái phần chia sẻ Phật pháp. Thường thì vẫn làm mỗi thứ tư, mà bây giờ vẫn đổi là thứ bảy. Thứ bảy thì mọi người thời gian nó thoải mái hơn, bản thân Vân thì thời gian cũng thoải mái hơn, cho nên là mình đổi lại mỗi thứ bảy, sáng thứ bảy. Lúc khoảng cỡ 9 giờ Việt Nam, 8 giờ sáng ở Mỹ. Hôm nay thì thật sự ra đó là các bạn muốn Vân nói về cái gì, nói riết. Còn Vân, Vân không có phải thuyết pháp, cho nên là chỉ có những cái một số vấn đề đó chia sẻ thôi. Nhưng mà Vân ngưng không được là tại vì chỉ cần ngừng 2 tuần thôi là có người nhắn tin: chị Vân ơi, tại sao lâu quá không thấy chia sẻ Phật pháp? Cho nên là vẫn tiếp tục có những cái câu hỏi của các bạn. Thì bắt đầu từ những câu hỏi đó, Vân triển khai những cái nhiều người, những cái chung mà nhiều người đang vấp phải. Thí dụ như có một số câu hỏi là cũng nhiều câu hỏi nói là làm sao để cửu huyền thất tổ của mình dễ dàng siêu thoát. Nói về cửu huyền thất tổ của mình làm sao để dễ dàng siêu thoát, thì cái câu hỏi ngược lại là các bạn có biết họ đang còn đọa hay là siêu thoát chưa ha. Cho nên là khi mình biết họ chưa có siêu thì mình mới 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 làm bằng cách nào để họ được siêu, đúng không? Chào chị Minh, chào Kim Ngân, chào Ngọc Mai, chào tất cả các bạn. Chào Sang. OK, Vân, trước khi Vân đi sâu vào cái đề tài này đó, là Vân xin tự giới thiệu sơ cho những người mà chưa biết Vân. Vân tên là Vân Võ, đến từ Tampa, Florida. Các bạn nghe Vân rõ bấm giùm Vân chữ rõ nha, nếu mà nghe Vân rõ. Vân không phải nói pháp các bạn nhé, Vân chỉ chia sẻ những cái gì mà Vân biết được, Vân hiểu được và Vân đã hành được rồi, cho nên là Vân chia sẻ lại. Hy vọng giúp một ai đó có thể nhờ những cái lời này mà họ có thể thành công trong những gì họ muốn. OK, thì có một số bạn hỏi là
làm sao để siêu độ những vong linh chưa có siêu, thí dụ như là vong linh của Quyền Thất Tổ ông bà, vong linh thai nhi, hai cái nó khác nhau. Thì trước hết là Vân, Vân đã có từng nói rất là nhiều về vong linh thai nhi rồi, cho nên các bạn cũng có thể coi lại những cái video cũ. Hôm nay Vân sẽ đi sâu vào cái đề tài là làm sao để siêu thoát của Quyền Thất Tổ ông bà của mình. Do làm sao mà biết họ chưa siêu? Thật ra đó, của Quyền Thất Tổ ông bà của mình đó, nếu mà họ chưa có biết tu á, thì cái xác sức mà họ bị đọa rất là cao luôn. Vì sao? Vì hàng ngày họ đều tạo nghiệp hết. Mặc dù mình thấy họ sống hiền lành, không có tổn thương đến ai hết, thì chắc chắn họ về cõi lành, nhưng mà cái số đó rất là ít, rất là ít luôn. Số mà về cõi lành ít lắm. Tại vì nhất cử nhất động gì mình cũng tạo nghiệp hết, đúng không? Nói là Dung, mình đi ngoài đường vô tình đạp con kiến, đạp côn trùng ở dưới đất cũng tạo nghiệp, tạo cái nghiệp vô tình. Nghiệp vô tình vẫn nhận quả vô tình các bạn nhé. Rồi bên cạnh đó đó là mình ăn mặn nè. Cổ Quyền Thất Tổ mình đâu có tu đâu, cho nên vẫn còn ăn mặn, đúng không? Ăn mặn chúng sanh. Ăn mặn thì họ vẫn còn tạo nghiệp. Bên cạnh đó, người bình thường không biết tu đó, mình hay giận, hay hờn, hay nghĩ quấy cho người khác. Có nhiều lúc mình giận, mình nói những cái lời nó không có, không phải mình nói ra, đúng không? Cái giận quá thì nó mất khôn, mà giận quá thì nói những cái lời mà không phải là mình nữa, thì cái đó nó cũng tạo nghiệp. Cái khẩu nghiệp là cái mà dễ tạo nhất. Thế đó là người hiền lành đó, chưa tính là mỗi ngày là giết bao nhiêu con cá, bao nhiêu con gà, bao nhiêu mạng chúng sanh để nuốt vô miệng. Mỗi ngày khẩu miệng của mình chửi biết bao nhiêu người, đúng không? Có người nói với Vân chứ, má, má của em hoặc là ông của em á, hiền lắm, rất là hiền, nhưng mà có cái tội là khẩu nghiệp chửi, đụng ai cũng chửi hết, con cháu không dám tới gần luôn. Thật sự nói tiếng hiền á, làm sao mới biết được họ hiền thật sự? Cái khẩu nghiệp nó khủng khiếp lắm, cho nên nếu như họ không biết tu, họ không biết sám hối, thì chắc chắn là cái xác suất họ bị đọa rất là cao luôn. Và ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ba cái đường này sẽ không tránh khỏi, không tránh khỏi đâu. Và có một số người Vân thấy được á, là không phải thấy mà cảm nhận được là họ có dông âm theo, nhưng mà những dông âm đó là dạng kiểu mà cửu quyền đó, cửu quyền thất tổ, là những người chưa có siêu, những người ông bà cha mẹ tiền kiếp, có thể ông bà cha mẹ tiền kiếp của mình, những người mà chưa được siêu thoát đó, thì họ bám mình vì mình bắt đầu biết tu. Những cái cõi mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó, họ rất là đau khổ. Đó là ba đường ác, ba đường chẳng lành, ba đường không có thiện đó. Thì họ sẽ rất là đau khổ, họ bị đói khát đó, thì họ đeo theo mình vì mình mới bắt đầu biết tu đó. Thì khi mình biết tu thì khi một tiếng niệm Phật mình cất lên là mình có thể cho họ một cái hỷ lạc, một cái rất là hoan hỷ, một cái thức ăn mà rất là hoan hỷ, cho nên là họ cảm thấy rất là an lạc trong cái tiếng niệm Phật của mình, tiếng tụng kinh của mình, thì họ muốn đeo theo mình để họ có thể hưởng được những cái đó. Nhưng bên cạnh đó đó, mình không biết làm sao để cho họ siêu, vì họ chỉ hưởng được thôi, chứ họ không có thể nào mà siêu, vì mình không có khai thị cho họ, không có hồi hướng cho họ. Mình tu, mình chỉ biết tu cho mình thôi. Có nhiều lúc mình tu, mình chỉ biết là niệm Phật chút xíu mà cầu quá trời cầu luôn, cầu lung tung hết cầu. Ơ chà, cầu mà Phật nghe mà mệt luôn. Cho nên là chỉ có cầu cho mình thôi, không có lợi lạc gì được cho họ hết. Thì mình để ý chỗ này chút xíu ha, chỉ có chút xíu hồi hướng thôi, đừng có nghĩ là tôi có miếng bánh chút xíu à, mới làm chút công đức mà hồi hướng hết cho người này người kia người nọ rồi, hết làm sao, đâu còn phần tôi nữa. Thật sự ra các bạn, nó khác với miếng bánh đó. Thí dụ như mình làm công đức
Mình càng hồi hướng nó càng có công đức. Vì sao? Vì cái tâm mình là cái tâm từ bi, cái tâm bao la, cái tâm phóng ra chúng sanh, thì chắc chắn là những cái đó nó sẽ không bao giờ mất hết. Cho nên Vân khuyên á, là các bạn nào mà biết tu rồi đó thì nên cố gắng tu tinh tấn hơn. Vì cửu huyền thất tổ ông bà của mình đang đợi mình, những người chưa siêu thoát. Giống như nhà Vân ha, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Chỉ có ông ngoại thì biết tu, ông ngoại xuất gia. Ông ngoại sau này là ông ngoại xuất gia thì ông ngoại biết tu. Bà ngoại thì chỉ có biết thắp nhang thôi, nhưng mà bà ngoại bị cái khẩu nghiệp nặng lắm. Bà ngoại hả, trời ơi, mỗi lần mà Vân gặp ngoại là ngoại chửi, ngoại la, ngoại hét, không có dám lại gần ngoại đâu. Bà nội thì rất là hiền. Bà nội không có biết tu nhưng bà nội rất là hiền. Ông nội thì rất là dữ, nghe nói thôi chứ như Vân không biết ông nội như thế nào. Ông nội thì cũng rất là dữ, cũng là mèo mỡ, nói chung là đại khái ông nội vai bướm, cũng dữ. Thì nghe kể là như vậy. Lúc mà Vân ra đời thì Vân chỉ còn thấy được bà ngoại với ông ngoại thôi, bà ngoại với bà nội thôi, còn hai ông ngoại ông nội là chết rồi. Vì thì Vân nghe kể lại thì lúc mà mẹ Vân Vân rồi chưa biết tu thì cũng thờ cúng vậy đó, dỗ quải thì cũng làm mặn để đãi. Thì có phải là vô minh làm mặn để đãi thì cửu huyền thất tổ ông bà của mình đang chôn sâu xuống xíu nữa không? Tại vì những cái con vật mà ba Vân cứ nói là bà nội thích ăn cá lóc nướng lắm, ông nội thích ăn con vật gì đó, là bắt đầu ngày giỗ là làm những cái con gì đó mà họ thích lúc mà họ còn sống đó để cúng cho họ. Đó là người mình thường là như vậy đúng không? Thì vô tình mà mình đang gieo nghiệp đào sâu xuống, gieo nghiệp sâu xuống cho cửu huyền, cho ông bà của mình nữa mà mình không biết, mình không để ý chỗ này. Vì mình con cháu quá là vô minh, vì ông bà mình không có biết tu cho nên là không biết làm sao để hướng dẫn con cháu, rồi vì con cháu rất là vô minh không có biết làm sao để cúng quẩy cho ông bà, cứ nghĩ là ông bà thích cái gì thì cho ăn cái đó. Nhưng mà không ngờ là vô tình các bạn giết cái gì thì ông bà mình thêm nghiệp cái đó, ở dưới đó là càng phải giữ những con gà, con vịt, con heo, càng phải trả nghiệp nữa, là tại vì mình mà con mình nó giết. Thì đó là rất là vô minh. Cho nên là khi mà mình biết tu rồi đó, gia đình Vân biết tu đó, thì mẹ Vân cúng chay hết, cúng chay ngày giỗ, cúng chay, rồi khi mà tụng kinh á, mỗi ngày hai thời đó, là điều hồi hướng cho cửu huyền thất tổ ông bà của mình để cho họ nhẹ nhàng siêu thoát. Thì các bạn biết không, cái tấm hình á, thường thì cái tấm hình chụp á, thì nó là tấm hình chụp bình thường thôi, nhưng mà cái mặt nó không có đủ sáng, nó rất là tối. Và khi mà mình tu một thời gian rồi đó, không hiểu tại sao cái tấm hình nó rất là đẹp, những tấm hình thờ trên bàn thờ rất là đẹp. Và bên cạnh đó đó là có chụp những cái tấm hình lại đó, mẹ Vân lâu lâu thì mẹ Vân cũng hay dỗ quải này kia, hay là cảm nhận một cái gì khác khác á, mẹ Vân hay lấy máy chụp hình lại. Thì khi mà chụp hình lại như vậy đó, thì mẹ Vân thấy được á, là cái ánh sáng từ trong cái hình nó thoát ra ngoài và cho mình một cái cảm nhận là cửu huyền thất tổ của mình siêu thoát, siêu thoát ra đó. Cho nên là mình cảm thấy là cái đường đi của mình nó rất là đúng. Và các bạn nào mà đã biết tu rồi đó, các bạn có biết không, một người tu trong một gia đình có thể cứu được cửu huyền thất tổ cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, cứu được cả dòng họ của mình luôn, các bạn tin đi. Vì họ sẽ siêu, họ sẽ nương vào cái tu tập của các bạn. Và các bạn nên nhớ đó, là khi mình tu á, thứ nhất á, là Vân hay làm đó, là Vân sám hối xong rồi Vân mời họ về cùng cộng tu với Vân, mời những vong linh của cửu huyền thất tổ ông bà cha mẹ nhiều đời, quán gia trái chủ của tôi, nguyện cầu cho những người mà chưa siêu đó, cầu cho họ, nguyện cho họ về đây cùng tu tập với tôi để nhẹ nhàng siêu thoát. Và các ngài cùng nương vào tiếng niệm Phật, tiếng kinh kệ của tôi, để các ngài nguyện vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà.
Và mỗi ngày mình đều nói tha thiết là cảnh giới Đức Phật A Di Đà đẹp như thế nào. Tại vì khi mà các bạn muốn người ta đi đâu đó thì các bạn phải biết là lợi lạc gì cho họ chứ, đúng không? Đâu có thể nào mà bắt người ta đi mà trong khi người ta không biết đi đâu, đó là chỗ nào, đúng không? Cho nên là phải khai thị cho họ biết là cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà tuyệt vời như thế nào. Thường thì vẫn hay nói cụ Huyền Thất Tổ ông bà nhiều đời nhiều kiếp của con, những người thân trong thân tộc của con mà chưa được siêu thoát, những vong linh xung quanh nơi đây, những quán gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của con đó, nguyện cho về đây cùng tu tập với con để cùng nguyện được vãng sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Chỉ có cảnh giới Đức Phật A Di Đà là mình có thể lìa khổ được vui, không còn đau khổ nữa, không còn trở lại vì nghiệp lực mà trở lại trong sáu cõi, trong ba đường dữ nữa, không còn luân hồi sanh tử nữa. Cảnh giới Đức Phật A Di Đà toàn đất toàn bằng vàng, cây bằng lưu ly, sa cừ mã não toàn là những thứ quý trên đó, muốn gì được đó. Muốn ăn có ăn, muốn tắm có tắm, muốn mặc có mặc. Và mỗi ngày mình gần gũi những thiện tri thức, những chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền, toàn là những người hiền, toàn là những người nghe thuyết pháp mỗi ngày từ chư Phật, được cúng dường chư Phật mỗi ngày. Muốn hoa cúng dường đẹp cỡ nào đều hiện ra cho mình để mỗi ngày mình đi cúng dường chư Phật bằng những cái hoa của mình muốn. Đại khái là trên đó không có cảnh giới ác và mình không có tạo nghiệp nữa, và mình chỉ có biết tu tập và hưởng thụ thôi. Thì mình tu tập hàng ngày như vậy thì mình sẽ trở thành Phật, và sau đó thì mình sẽ vì nguyện lực của mình để mình trở lại cõi ta bà này, để mình độ cứu cụ Huyền Thất Tổ ông bà nhiều đời nhiều kiếp, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, những quán gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của mình, và cứu vớt tất cả những chúng sanh còn đang trầm luân trong bể khổ. Thì mình tha thiết mình nói họ như vậy đó, rồi mình nói là nếu mà các ngài những quán gia trái chủ của tôi mà muốn báo thù tôi thì tôi không có cách nào, thì cũng được thôi, nhưng mà oan oan tương báo biết đến bao giờ mới hết đây. Và tôi cùng các ngài đều bị đọa hết, đều bị trầm luân trong biển khổ luân hồi sanh tử hết, thì đâu có ai lợi lạc gì đâu. Duy nhất chỉ nhờ nhân duyên tu tập này mà tôi và các ngài cùng tu tập, cùng kết pháp duyên làm bạn lữ để mình cùng nhau nguyện vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, cùng nhau cứu mình, cùng nhau cứu chúng sanh. Mời các bạn cùng tôi tu tập nhé. Và sau đó mình sẽ tu tập, và mỗi ngày nếu mình tha thiết mình nói như vậy thì họ sẽ rất là hoan hỷ, cho dù họ hận mình cỡ nào, quán gia trái chủ của mình nó hận mình cỡ nào, nó ghét mình cỡ nào, mà ngày nào mình cũng năn nỉ nó như vậy, ngày nào mình cũng khai thị, ngày nào mình cũng tu tập để mình hồi hướng công đức. Tôi sẽ hồi hướng những công đức mà tôi có trong ngày hôm nay cho bản thân của tôi, là cùng tất cả những quý vị đó được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hồi hướng cho cửu quyền thất tổ ông bà nhiều đời nhiều kiếp của mình nè, hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, hồi hướng cho gia đạo mình, hồi hướng cho quán gia trái chủ đời này và nhiều đời nhiều kiếp của mình, và hồi hướng cho tất cả những chúng sanh còn đang gặp khổ nạn trong hư không pháp giới. Và sau đó hồi hướng cho những cái gì mình muốn, thì công đức hồi hướng đó nó sẽ lan tỏa khắp mọi nơi, tất cả những cái gì mình phóng tâm vào đó thì họ sẽ được lợi lạc, họ sẽ được lợi lạc rất là nhiều luôn. Cho nên có một bạn sáng nay Vân thấy là một cô hỏi Vân là mình nên hồi hướng cái mình muốn trước, ước mơ của mình trước, hay là mình hồi hướng cho chúng sanh trước. Thật sự cái mà con làm đó là con hồi hướng cho chúng sanh trước, xong rồi mới tới những cái gì mình muốn, những cái ước mơ của mình. Thí dụ như ước mơ là đạt được cái gì trong đời này đó, nhưng mà những ước mơ đó nó liên quan đến chúng sanh, hoặc là những ước mơ gì đó của mình đó, thì mình sẽ nói sau khi mình hồi hướng cho tất cả hết rồi. Thì tất cả những cái đó, khi mình làm đó thì chúng sanh có lợi lạc, những
củ quyền thất tổ ông bà của mình có lợi lạc và bản thân mình đều có lợi lạc hết. Đó là tất cả mọi người đều có vốn hết. Thì khi mình làm như vậy đó, mỗi ngày như vậy thì chắc chắn họ sẽ siêu thoát, họ sẽ siêu nha. Và có một số người nói, mình đem gửi cho chùa hết rồi, mình đâu còn phải làm ở nhà đâu. Đặc biệt là những bạn mà phá thai đó, hoặc là có con hư đó, các bạn cứ nghĩ là các bạn đem vô chùa, để trong chùa hết rồi thì nó sẽ không có nó siêu rồi, nó không có về nhà với mình đâu. Thật sự đã chưa chắc nha, chưa chắc. Rồi cũng vậy, củ quyền thất tổ hoặc là gia đình mình có người mất đó, cái mình cứ đem vô chùa, mình cứ giao phó cho chùa, chùa làm hết rồi, gia đình đâu cần làm nữa đâu. Thật sự đó các bạn ơi, đừng có phải giao phó cho nhiều, cho chùa nhiều quá. Mình nói mình sám hối nha, không phải là tất cả quý thầy đều dùng cái tâm để tụng đâu. Ok, tốt, đem vô chùa để gửi họ nghe kinh kệ mỗi ngày cũng tốt, với điều kiện các bạn không có biết tu tập gì hết, các bạn cứ gửi vô đó đi thì ít nhất á, họ cũng nghe được tiếng niệm Phật, một cái gì đó cũng đỡ cho họ. Còn các bạn tu tập ở nhà thì các bạn gửi vô chùa là một lẽ, nhưng các bạn cũng phải cần hồi hướng cho củ quyền của mình, vì mình là máu mủ ruột thịt của họ. Thì với một cái tâm thành, tâm tha thiết với một người thân thì nó sẽ có kết quả rất là cao các bạn nhé. Vâng, không phải nói là chùa không có kết quả, nhưng có nhiều lúc họ không có ở chùa đâu, họ theo mình đó. Đặc biệt là những vong linh thai nhi nha, họ theo mình nhiều hơn là họ ở chùa. Nếu mà những vong linh nào mà nói gì cái trả ơn mà đến đó, thì nó sẽ rất là dễ dàng siêu vì xong rồi, hoặc là nó có thể hận hơn nữa. Nhưng mà nó gỡ chùa thì nó dễ dàng siêu hơn. Còn những vong linh mà nó đến mà nó đòi nợ đó, thì nghiệp chồng thêm nghiệp, quán chồng thêm quán, thì nó rất là nguy hiểm. Nó sẽ không có để yên cho mình đâu. Và nó đến, nó sẽ bám theo mình để nó làm cho mình chết không được, sống không được. Nhưng nếu mình biết tu thì nó khác. Biết tu thì mình có thể chuyển cái nghiệp của mình. Còn nếu mình không biết tu nữa thì mình càng rất là thê thảm, càng rất là khổ lắm, làm bất cứ cái việc gì cũng không có xong hết. Mặc dù mình cố gắng hết sức, mình giỏi hơn người ta, mình cố gắng hơn người ta, mình chịu cực khổ hơn người ta, mà tại sao mình vẫn thất bại? Mình làm nhiều lần cái gì làm cũng rất là thất bại. Thì nó đâu đó cũng có cái nguồn gốc gì đó, cũng có cái quả gì đó, cái nhân gieo gì đó, cái quả gì đó, cho nên mình mới bị như vậy, đúng không? Cho nên là các bạn nên cố gắng tu tập để hồi hướng, giống như Vân vừa chia sẻ đó, cái cách hồi hướng cho họ đó, thì họ sẽ rất là hoan hỷ. Có một bạn mấy ngày trước Vân có giúp đó, thì Vân cảm nhận là dòng nhiều dòng của củ quyền thất tổ của cô ta là chưa có được siêu thoát. Thì trước đây cô ta rất là sợ, nhưng mà khi Vân nghe Vân chia sẻ đó thì cô ta không có sợ. Thì Vân hướng dẫn cái cách làm sao để hồi hướng đó. Em này nói là trước đây chỉ có trì ba biến chú đại bi thôi, niệm Phật, nhưng mà trì ba biến chú đại bi thôi, nhưng mà không có hồi hướng giống như Vân vừa hướng dẫn. Giả lại khi mà chị chú đại bi thấy tâm bất an lắm nên không trì nữa, thì Vân nói là cứ tiếp tục đi, tại vì những vong linh này họ biết mình bắt đầu biết tu đó, họ bám mình để họ được cái hỷ lạc đó, họ được cái lợi lạc đó, cho nên là mình cứ tiếp tục mình tu, mình đừng có sợ, tại vì toàn là người thân của mình không à, không có sao hết. Thì khi cô ta nghe Vân nói xong thì cô ta bắt đầu tu tập. Chị 21 biến chú rạp bi, niệm Phật, lễ Phật, sám hối, lễ Phật, giỏi lắm, lên tới 108 lại. Thì khi mà cô ta lại đó, chỉ trong vòng cái ngày đầu thôi, là cô ta thấy hai cái bóng trong bóng đen á, đại khái là hai cái vong linh rõ ràng luôn, cùng tu tập với cô ta, cùng tu tập, và sắc mặt rất là hoan hỷ. Và cô ta nói là không có sợ nữa, không có sợ, trước đây rất là sợ, nhưng mà bây giờ
không có sợ nữa, vì biết đó là người thân của mình đó, và biết là nếu mình làm cái này mà có lợi lạc cho người thân của mình thì cô ta sẽ tiếp tục làm, tiếp tục làm vì có lợi cho người thân của mình, có lợi cho mình, có lợi cho người thân của mình. Và người thân của mình á, nương vào cái tiếng niệm Phật của mình, cái tiếng tụng kinh, cái lời sám hối, cái lời tha thiết tu tập, thì họ sẽ được siêu thoát. Cho nên chính vì lẽ đó mà em này càng tinh tấn hơn, càng quan hỷ hơn, càng tu tập tha thiết hơn. Đại khái là nếu mà biết lợi lạc cho người khác thì họ sẽ làm. Đó là cái mà Vân cảm thấy rất là quan hỷ khi mà các bạn làm được điều đó. Và Vân hy vọng là những ai đó mà là con của Phật thì mình sẽ xứng đáng là người con của Phật. Mình sẽ có thể giúp được củ quyền thất tổ ông bà của mình. Và trước hết mình phải biết bơi các bạn nhé. Mình phải là cái người biết bơi trước, cái người tu tập trước, cái người có công đức trước thì mình mới cứu được họ. Họ đang trầm lưng trong biển khổ, họ đang lặn hụp giữa biển khổ sanh tử, và mình là người bắt đầu tập bơi rồi thì mình sẽ bơi cho thật giỏi, mình sẽ cố gắng bơi cho thật giỏi để mình ra mình cứu vớt họ, vì họ đang rất là cần mình cứu và họ đang chuẩn bị chìm rồi. Họ chuẩn bị chìm giữa biển khổ sanh tử rồi, họ đang cầu cứu mình, thì mình càng tinh tấn hơn nữa, càng tha thiết hơn nữa, càng nỗ lực hơn nữa để mình càng biết bơi thật là giỏi, để mình bơi ra thật là nhanh các bạn nhé, thật là nhanh, thật là nhanh để cứu vớt củ quyền của mình. Ok, và Vân hy vọng là tất cả mọi người mình tu tập ngày càng tinh tấn để mình có thể làm những cái chuyện mà mình muốn các bạn nha. Không biết có ai có câu hỏi gì cho Vân không? Ai có câu hỏi các bạn có thể bấm dưới này ha. Ok, các bạn nào có câu hỏi có thể bấm dưới này ha. Thời gian gần đây đó Vân rất là rất là hoan hỷ, rất là vui khi mà Vân giúp được các bạn về cái vấn đề về phần tâm linh. Và Vân có giống như cái video trước Vân có nói đó, là Vân đang đi học một cái khóa gọi là, nó là một cái game thôi, nhưng mà nó giúp đi sâu về tiềm thức về phần tâm linh của mình đó. Thì cái lớp này đó họ dạy mình đó, đây là cái lớp của người Do Thái, người Mỹ, và họ đi khắp nơi trên thế giới để họ dạy. Họ dạy thì Vân được học bởi một người thầy đi học cái lớp đó rồi, từ bên châu Âu. Thì người thầy này về và truyền lại cho Vân. Vân đi học lại, và sau đó Vân thấy Vân rất là thích cái lớp này, thì Vân mới bắt đầu tham gia. Người thầy này là người Việt Nam, thì người thầy này bắt đầu tổ chức những cái lớp này để giúp cho người ta hiểu sâu về con người của mình. Hiểu sâu mình là ai, mình muốn gì, thì hiểu sâu về cái con người của mình là ai. Thì khi mà Vân học á, thì Vân nói Vân muốn biết sâu hơn để sau này Vân đi dạy về cái lớp này. Thì người thầy này đó mở lớp, thì Vân đi được 1, 2, 3 lần để đi giúp lớp rồi. Đi giúp lớp dạy, có nghĩa là mình giúp thì mình sẽ có thêm kinh nghiệm, hiểu thêm về cái lớp này, về những cái game như thế này. Và bên cạnh đó thì tháng 9 này Vân đi một lớp nữa là 4 lớp, cộng thêm một lớp Vân học là 5 lớp. Vân đã có mặt 5 lớp rồi. Và tháng 12 này Vân rất là hoan hỷ là đi chính thức đi được cái lớp của gốc 5 ngày 5 đêm, ngay cái lớp của những người sáng tạo ra cái lớp này, cái game này. Thì cái game này á, nó nói lên là tôi là tôi là ai, mình là ai, mình hiểu rất rõ mình là ai và mình có vấn đề gì. Thì nó là những cái nó gọi là coaching game là nó là những người thầy của mình luôn. Mình gặp bất cứ cái vấn đề gì, bất cứ cái khó khăn gì trong cuộc sống, cũng như trong công việc, cũng như bế tắc cái gì không thông á, cái xong mình hỏi nó. Mình hỏi nó là những cái tấm hình, những cái tấm chữ, những cái câu hỏi. Và mình
hình dung được cái câu hỏi trong đầu của mình, xong rồi mình bóc những cái tấm hình đó, thì những cái tấm hình đó, những cái chữ đó nó sẽ cho mình cái giải pháp cho câu hỏi của mình. Nó hay đó, không biết làm sao để nói nữa, nhưng mà nó rất là màu nhiệm, nó rất là y như rằng luôn. Thì cái lớp này đó, người ta nói là mình tự học để mình tự cho mình cái giải pháp của những cái bế tắc của mình, những cái rút mắc của mình. Thì Vân có hỏi là nếu như mà Vân giúp người khác dùng những cái tấm hình, những cái game này để Vân giúp người khác thì có được hay không? Thì người thầy đó nói với Vân là không được, người đó phải là cái người dùng cái tâm mình tự bóc những cái tấm hình này, những cái tấm chữ này thì mới giải được. Nhưng mà thật sự ra Vân rất là vui là tại vì mấy ngày nay Vân thử được, Vân thử rất là nhiều người, và Vân cầu nguyện là Vân là cái người đó. Trước khi mình bóc á, là Vân là cái người đó, Vân đại diện cho cái người đó để Vân dùng cái tâm Vân Vân bóc câu hỏi là gì, Vân bóc những cái câu trả lời cho họ, thì nó ra y như rằng, nó ra không có khác gì mà Vân tự làm mấy chị, và người đó tự làm, không khác gì người đó tự làm. Vân rất là vui là khi Vân tìm được cái giải pháp để có thể giúp các bạn. Tháng 12 này mình sẽ đi học cái lớp 5 ngày 5 đêm của những người mà sáng tạo ra cái trò chơi này. Và khi mà Vân học rồi thì Vân sẽ có cái certify, cái bằng cấp để Vân có thể đi dạy người ta luôn, bằng những cái lớp này, bằng những cái kiến thức này. Vân có thể đi dạy và Vân có thể giúp người ta từ cái này mà người ta biết người ta làm cái gì, cái giải pháp trong cuộc đời của người ta là cái gì. Bất cứ cái câu hỏi gì, giống như hồi tối Vân ngồi Vân chơi với đứa con của Vân, mình những đứa nhỏ nó mình cũng có thể cho nó cái giải pháp được ha. Thì Vân ngồi Vân chơi thì nó hỏi thằng Út á, 13 tuổi, nó hỏi mẹ câu hỏi của con là bằng cách nào lớn lên con làm triệu phú. Trời ơi, cái câu hỏi mình rùng rợn luôn. Mình nói trời ơi, nó mới có 13 tuổi thôi, nó hỏi bằng cách nào lớn lên con làm triệu phú, bằng cách nào con lớn lên con muốn làm giàu. Thì Vân bóc lên một cái tấm hình, sorry, nó bóc lên, nó ngẫm xong rồi nó bóc lên một cái tấm hình là một cái đứa trẻ, một cái hồ tắm, một cái đứa trẻ, nó chơi cắc cớ là nó đưa cái đầu nó xuống nước và hai cái chân nó để trên trên cái thành hồ đó, trên cái thành hồ bơi á, và chỉ có cái chân nó thôi, còn bao nhiêu thân từ thân người nó đi xuống là nằm ở dưới nước. Rồi cái chữ đó nó gọi là leadership, có nghĩa là người lãnh đạo, người lãnh đạo. Còn cái chữ, còn cái câu hỏi đó, ba cái này nó liên quan với nhau để nó trả lời cái câu hỏi cho thằng thằng nhỏ. Thì cái câu hỏi nó là làm gì mà bạn được vui, ok, bạn bạn làm gì để được vui. Thì Vân bắt nó nhìn và Vân bắt nó là ba cái này con có thể tự tìm cho con câu giải pháp hay không. Thì nó nhìn, nó trả lời y như rằng luôn các bạn, y như rằng luôn. Thì Vân ngồi bên cạnh để Vân thêm ý cho nó thôi. Vân nói wow, xong nó nói mẹ ơi con thích cái này lắm, con rất thích cái này, nó vui nha, cái này nó rất là vui nha. Đại khái là nó cho mình câu trả lời, nó cho mình cái giải pháp của những gì mình muốn, rất là hay. Thì Vân thích nó, rất là thích, để giúp các bạn là sáng suốt hơn trong những cái gì mình làm. Nhưng mà hiện bây giờ là Vân có một cái danh sách cũng rất là dài đang chờ Vân gọi, mình chưa có nhiều thời gian, cho nên là Vân hứa là Vân sẽ cố gắng giúp các bạn, tất cả các bạn luôn, trong cái khả năng của mình ha. Vân đem những cái kiến thức của mình để có thể cống hiến lại cho tất cả những cái bạn nào mà có đủ hữu duyên cùng Vân nhé. Ok, không biết có ai có câu hỏi gì cho Vân không? Các bạn nào có câu hỏi cho Vân không ạ? Không thấy có câu hỏi. Bên này các bạn không có câu hỏi ha. Ok, nếu mà không có câu hỏi thì mình sẽ kết thúc sớm hôm nay. Và Vân cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi chương trình Facebook Live chia sẻ Phật pháp của Vân ngày hôm nay, và hẹn gặp các bạn
Ồ, thứ bảy tuần sau Vân sẽ không có ở nhà, Vân đi công tác 6 ngày, Vân đi cái lớp đó ha, cái lớp đó hướng dẫn dạy cái lớp đó, và 2 ngày Vân đi sự kiện của Vân, actually hết 4 ngày là Vân ở trong cái lớp đó rồi, 2 ngày dạy, hết 1,5 ngày chuẩn bị, cho nên là Vân đi 6 ngày thì từng tuần sau Vân sẽ không có vào cùng các bạn, hẹn gặp tuần sau nữa nha. Nếu các bạn nào có bất cứ câu hỏi gì hay là những cái gì đó trong tầm tay của Vân thì các bạn có thể nhắn cho Vân nha, inbox cho Vân. Một số bạn Vân thấy nhắn mà Vân chưa có nhắn lại là vì Vân chưa có đủ thời gian, và một số bạn đó là nhắn thiệt là dài luôn, thật sự rất không có thời gian để đọc các bạn ơi. Nếu mà các bạn nào mà có vấn đề mà về cái gì đó mà thấy cảm thấy nó hơi dài đó, các bạn không cần phải nhắn cho Vân đâu, các bạn chỉ cần là nhắn cho Vân ơi, có khi nào có thời gian gọi lại cho Vân, hoặc là các bạn có thể nhắn cho Vân, gọi cho Vân, nhắn cho Vân ha, thì mình có thể nói chuyện. Chứ mà nhắn dài quá mà các bạn, mà đặc biệt các bạn nhắn mà không có dấu nữa là Vân bó tay luôn, không đọc được luôn. Đọc mà ngồi mà cố gắng gặm chữ, cố gắng suy nghĩ nữa thì nó mất rất là nhiều thời gian, và không có hình dung ra được những cái ghép dấu. Vân không có giỏi về ghép dấu để thành nguyên cái câu đó, cho nên các bạn cố gắng cho Vân cái dấu, hoặc là vấn đề mà nó dài dòng quá thì đừng có nên text nhắn tin ha. Nhắn cho Vân là khi nào Vân có thời gian thì Vân sẽ cho các bạn cái thời gian đó để mình có thể gọi và nói chuyện trực tiếp với nhau các bạn nhé. Còn các bạn nào mà Vân chưa ấy được đó thì nó trôi mất rồi thì các bạn có thể nhắn lại giùm Vân nha. Ok các bạn, thì hẹn gặp lại trong 2 tuần tới. Chúc các bạn luôn luôn tinh tấn tu tập nha, và tìm được an lạc cho mình trong đời này, và cố gắng tu tập phát nguyện vãng sanh để có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc trong đời sau. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Con nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả các bạn đang cùng con, hữu duyên cùng con để xem cái Facebook Live ngày hôm nay, và nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả những chúng sanh còn đang gặp khổ nạn trong hư không pháp giới. Nguyện cho tất cả chúng con đồng vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc trong một đời này. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, tác đại chứng minh. Chào cả nhà, bye bye.